Trực tiếp trên tần số FM 88,1 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình Góc Nhìn Học Đường, nơi học hỏi và khơi nguồn cảm hứng. Chào quý khán giả đang lắng nghe chương trình Góc Nhìn Học Đường. Tôi là Văn Thiện, người sẽ đồng hành với quý thính giả trong số phát sóng kỳ này. Hôm nay chúng ta sẽ được giao lưu cùng với hai vị khách mời rất đặc biệt và với một chủ đề cũng rất đặc biệt so với những số phát sóng trước đây. Đó là chủ đề sức hút bolero trong học đường. Chương trình được phát trực tiếp vào lúc 19 giờ đến 19 giờ 30 phút thứ bảy hàng tuần trên làn sóng FM 88,1 MHz. Tổng đài 1900 6868 1 luôn sẵn sàng chia sẻ và giao lưu cùng các bạn. Đồng thời chương trình cũng đang được live stream trên Facebook, đó là Góc Nhìn Học Đường FM 88,1 MHz. Trong thời gian phát sóng thì các bạn cũng có thể tương tác, gửi những câu hỏi liên quan đến chủ đề cho khách mời chúng ta bằng cách bình luận phía bên dưới các bạn nha. Đó là ca khúc Bỏ Quê do ca sĩ Sơn Hà sáng tác. Anh không chỉ sở hữu sự tài hoa khi viết những bản nhạc về bolero mà anh còn sở hữu những chất giọng ngọt ngào, giàu cảm xúc và dễ làm say đắm hàng triệu trái tim người nghe. Và anh cũng chính là khách mời của chương trình ngày hôm nay. Vâng ạ, Văn Thiện xin được mến chào anh. Cảm ơn anh hôm nay đã dành thời gian quý báu của mình để đến với chương trình ngày hôm nay ạ. Sơn Hà xin kính chào MC Văn Thiện và xin chào quý khán giả đang theo dõi trực tiếp trên sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam với chương trình là Sức Hút Bolero Học Đường, Góc Nhìn Học Đường. Và hôm nay Sơn Hà rất là vui khi có mặt hôm nay để giao lưu với tất cả mọi người. Xin chào, lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất ạ. Và thưa quý khán giả, trong số phát sóng đặc biệt ngày hôm nay thì bên cạnh vị khách mời là nam ca nhạc sĩ Sơn Hà thì chương trình chúng tôi cũng rất là vui khi được đón chào một khách mời vô cùng đặc biệt nữa, đó là bạn Kim Bảo, đồng hành với Văn Thiện và anh Sơn Hà trong buổi tối ngày hôm nay. Kim Bảo là một cô bé khiếm thị đang là học sinh lớp 9 của trường chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu và trường Trung học phổ thông Trung học cơ sở Sư Nguyệt Anh, thành phố Hồ Chí Minh, có sở thích và niềm đam mê lớn về dòng nhạc bolero. Văn Thiện xin được chào Kim Bảo ạ. Dạ em xin được chào anh ạ. Em xin được chào anh Văn Thiện cũng như là ca nhạc sĩ Sơn Hạ và chương trình Góc Nhìn Học Đường. Chào em. Quý khán giả thân mến, với hai khách mời rất là đặc biệt ngày hôm nay thì vì thế chủ đề cũng của chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị cũng rất là đặc biệt, đó là chủ đề sức hút bolero trong học đường. Quý vị nếu quan tâm đến chủ đề ngày hôm nay và mong muốn có cơ hội được giao lưu và đặt những câu hỏi cho khách mời chúng ta thì ngay từ lúc này các bạn hãy gọi về tổng đài của chúng ta, đó là 1900 6868 1, hoặc tương tác trực tiếp qua fanpage, đó là Góc Nhìn Học Đường FM 88,1 MHz, luôn sẵn sàng và chia sẻ giao lưu cùng các bạn. Anh Sơn Hà thân mến, thì theo em được biết thì anh đã có nhiều kinh nghiệm nhiều năm trên sân khấu lớn nhỏ. Anh đã đứng trước nhiều tầng lớp khán giả như vậy thì hôm nay khi đối diện với Văn Thiện và Kim Bảo thì anh có cảm xúc hồi hộp hơn hay gì không ạ? Trước đây anh cũng từng giao lưu trên sóng truyền hình và các đài phát thanh cũng rất là nhiều, nhưng mà mỗi lần thì có một cái cảm xúc khác nhau. Lần nào cũng vậy, tự vì mình là một nghệ sĩ, mình trân trọng trân quý khán giả, là lúc nào mình cũng rất là hồi hộp khi mỗi lần giao lưu đến mọi người. Lúc nào cũng vậy chứ, anh giao lưu lần nào cũng hồi hộp hết trơn, nói chuyện là lẹo lử hoài luôn. Và Kim Bảo thân mến, cảm xúc của em như thế nào thêm ngày hôm nay mà được đến với chương trình giao lưu và chia sẻ với quý khán giả, đặc biệt là khi ngồi kế anh Sơn Hà của chúng ta? Dạ, cảm xúc của em thì thật sự rất là khó tả, nhưng mà anh Văn Thiện hỏi thì cũng phải trả lời. Thì thật sự rất là hồi hộp và cũng rất là hạnh phúc khi mà được mời đến đây giao lưu, cũng như là rất là hãnh diện khi mà được gặp ca nhạc sĩ Sơn Hà. Đó cũng là một thần tượng của em cũng rất là lâu rồi. Dạ. Dạ, quý khán giả thân mến, thì dòng nhạc bolero thì từ lâu đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người Việt, được xem là quốc hồn, quốc túy của dân tộc. Đã có rất nhiều danh ca, ca sĩ thành công ở dòng nhạc này.
Thì không biết rằng Bolero khi tiếp cận đến giới học sinh, sinh viên cả nước thì đã tạo ra sự ảnh hưởng như thế nào? Thì xin mời quý thính giả cùng lắng nghe một số ý kiến từ các bạn đang ngồi trên ghế nhà trường về dòng nhạc Bolero mà chúng tôi thu thập được nhé. Tới dòng nhạc Bolero cũng có nghe vài lần khi mà ở nhà ông ba em với lại ba mẹ em hay nghe. Thì em nghĩ là dòng nhạc Bolero này chỉ phù hợp với những thế hệ già, người già và những người đi trước. Chứ như tụi em đây, tuổi trẻ thì cũng thích lắm, tại vì nghe rất là buồn, rất là chán. Dạ em nghe dòng nhạc Bolero này rất là lâu rồi. Cái cảm giác khi nghe rất là tình cảm sâu lắng, mình nghe từng câu từng chữ đến đâu là mình thấm vào tim đến đấy, nó đánh vào cái cảm xúc của con người, cho nên là em rất là thích ạ. Tôi cũng có biết về dòng nhạc Bolero. Với tôi thì cái dòng nhạc này khá là hay, bởi vì cái tính chất của nó là trầm, nhẹ nhàng, giai điệu rất là dễ đi vào lòng người. Tôi rất thích. Em đã từng được nghe qua dòng nhạc Bolero rồi, nhưng thật sự cảm nhận của em thì không thích dòng nhạc này cho lắm, bởi vì em cảm thấy nó hơi sến và buồn ngủ. Em thì thích dòng nhạc tân thời của hiện nay hơn, bởi vì em cảm giác được sự sôi động và dễ tiếp thu của nó. Em đã từng nghe qua dòng nhạc Bolero và em rất là thích cái dòng nhạc này, tại vì em vốn là người miền Bắc nhưng mà đã vào Nam sống từ nhỏ. Ba em từ khi vào trong này thì cũng thường xuyên mở những cái bài hát về dòng nhạc này cho em nghe. Từ đó em cũng có những cái ấn tượng đặc biệt và em đã thích cái dòng nhạc này cho đến bây giờ. Vì nếu như nói về dòng nhạc chỉ tình Bolero thì đối với giới trẻ bây giờ thì có lẽ là Bolero nó không có được gọi là ưa chuộng nhiều với giới trẻ bây giờ. Nó sẽ tùy theo một vài khu vực. Nếu như mà ở đất Sài Gòn thì có lẽ Bolero nó sẽ không được chuộng nhiều. Vâng ạ, sau khi nghe những ý kiến vừa rồi thì không biết anh Sơn Hà và Kim Bảo của chúng ta cảm nhận như thế nào? Xin mời anh Sơn Hà chia sẻ cảm xúc của mình trước khi nghe đoạn phỏng vấn này ạ. Sơn Hà cũng đã nghe những lời chia sẻ từ các bạn học đường. Sơn Hà cũng cảm nhận rất nhiều về vấn đề này, nhưng mà theo Sơn Hà nghĩ đơn giản, tại vì cái dòng nhạc nào cũng vậy, có người thích người không. Cái người mà những người mà họ thích dòng nhạc Bolero, dòng nhạc trữ tình quê hương thì họ đa phần họ sống cảm, họ sống trầm tính thì họ thích nhạc này. Còn những người mà họ khán giả họ thích nhạc sôi động là họ thích nhạc trẻ trung hơn. Nên họ giống như là có mỗi người có một cái tính cách khác nhau vậy đó. Nhưng mà anh nghĩ là từ lúc cách đây khoảng chừng 6-7 năm đổ lại thì nhạc quê hương được khán giả đón nhận nhiều, cũng đơn giản là đôi lúc các em nhỏ, các bạn học sinh ngày xưa mỗi lần nghe ai hát nhạc Bolero ra cứ nói là sao mà nghe nhạc sến vậy, nghe nhạc sến. Nghe cái câu đó giống như là những người quê mùa mới nghe mấy nhạc đó. Chứ thật ra khi mỗi lần mà về nhà thì các em cũng mở nhạc đó nghe thôi, rất thích. Và sau này những ca khúc về mẹ, về cha, về mẹ, về nói về quê hương á, nó đậm sâu quá nên các em nghe các em thấm. Nên bây giờ là nghe rất là nhiều. Anh thấy bây giờ không, giống nãy nghe có bạn nói là đất Sài Gòn không thịnh Bolero, chứ anh thấy là rất là thịnh luôn. Hiện giờ anh đi ra quán cà phê hay là các, thậm chí những cái chỗ rất là lớn họ cũng vẫn mở Bolero họ nghe. Mà riêng bản thân Sơn Hà thì viết nhạc thì nhạc quê hương nhiều hơn, nhạc dân ca, kêu đúng là từ dân ca đó. Anh dân ca thì nó mộc mạc hơn là cái Bolero. Cái Bolero thì nó đa phần về nhạc tình nhiều hơn, còn cái dân ca thì anh viết về quê hương, ca ngợi quê hương, ca ngợi cha mẹ anh chị trong gia đình rồi đó, nó nhiều hơn đó. Và đối với Kim Bảo thì bản thân em cũng đang là một học sinh, em có suy nghĩ như thế nào sau khi nghe đoạn phỏng vấn vừa rồi? Đối với em thì Bolero là một cái thì cũng như chú Sơn Hà, anh Sơn Hà đã nói thì nó là một dòng nhạc nói về tình yêu là nhiều, nhưng mà theo sự cảm thụ của mỗi người thì mình cũng không nói được gì nhiều. Tại vì mỗi người có một tính cách khác nhau và họ có một sự cảm thụ về âm nhạc khác nhau. Nhưng mà em cũng không có tán thành lắm là Bolero không có được thịnh trên đất Sài Gòn thì cũng không đúng. Tại vì thực sự cũng như nhạc sĩ Sơn Hà đã nói là bây giờ đi đâu cũng nghe Bolero. Mặc dù nói chứ Bolero được trẻ hóa nhưng mà gốc của nó cũng vẫn là những cái từ ca từ mộc mạc đơn phương, cũng như là những cái từ những cái bài hát từ câu hò đồ đi ra, dạ, câu văn, dạ, dạ, thơ, cái lời ru của mẹ này nọ. Dạ. Nên
là nói nó trẻ hóa thì đồng ý, nhưng mà về vấn đề này thì em xin kết lại một câu là Bolero là một cái dòng nhạc phải nói là từ trước đến nay lúc nào nó cũng được trường tồn, nhưng mà quan trọng là tại thời điểm nào nó sẽ nổi và tại thời điểm nào là nó sẽ đứng ở một nơi thôi, để nó để cho những cái nhạc khác nó lên. Nhưng mà anh cũng như là mọi người thử nghĩ xem, nếu như mà nói về nhạc trẻ thì nay bài này, nay bài kia, nó sẽ tùy theo cái sự hot. Còn Bolero thì không bao giờ, Bolero vẫn ở đây và vẫn ở đây mãi. Dạ. Còn anh Xuân Hạ nè, đứng ở góc độ là một ca nhạc sĩ chuyên nghiệp thì có kinh nghiệm trong nghề, chắc hẳn là anh đã chứng kiến sự phát triển của dòng nhạc của Bolero đúng không anh? Theo anh thì các bạn học sinh hiện nay đang tìm kiếm điều gì ở dòng nhạc này anh ha? Dòng nhạc Bolero thì họ muốn, những giới trẻ bây giờ họ cứ muốn kiếm những cái đề tài lạ, những chủ đề lạ, viết về những cái chủ đề lạ chút xíu thì họ sẽ nghe. Giống như gần đây nổi tiếng những bài hát như là Duyên Phận chẳng hạn vậy, có những cái lời nó rất hiện đại. Ngày xưa thì người họ viết nó mộc mạc hơn, họ nó sâu lắng hơn, nhưng mà bây giờ thì viết theo cái kiểu hiện đại bây giờ. Thì cái chữ tình thì viết theo cái hiện đại thì giới trẻ họ đón nhận nhiều hơn. Anh nghĩ là vậy. Vâng ạ. Và Kim Bảo nè, anh có điều thắc mắc là muốn hỏi em là sau khi nghe cái chia sẻ của anh Sơn Hạ thì em là một người trẻ còn là học sinh rất thích Bolero nữa, thì đối với riêng em đi tìm kiếm điều gì ở dòng nhạc này anh em ha? Dạ, đối với em vừa nói chung là vừa nghe xong lời của nhạc sĩ Sơn Hạ thì đối với em Bolero nó làm em tìm kiếm nó chỉ đơn giản là về những cái chất mộc mạc nó đã có sẵn, về những cái giai điệu nhẹ nhàng mà đi sâu vào lòng người và mình cảm hóa được nó. Quý thính giả đang lắng nghe chương trình Góc Nhìn Học Đường với chủ đề là sức hút Bolero trong học đường, đang được phát thanh trực tiếp trên làn sóng FM là 88.1 MHz và đồng thời cũng đang được live stream trên fanpage đó là Góc Nhìn Học Đường FM 88.1 MHz. Đừng quên nhé, hãy đặt những câu hỏi cho khách mời chúng ta xoay quanh chủ đề chương trình ngày hôm nay qua tổng đài đó là 1900 6868 1, hoặc tương tác qua fanpage quen thuộc của chương trình các bạn nha. Quý vị thân mến, trong lúc trò chuyện cùng anh Sơn Hà và Kim Bảo thì Văn Thiện cũng đã nhận được tín hiệu từ tổng đài chương trình của quý thính giả đầu tiên rồi ạ. À. Alo ạ, Văn Thiện xin được chào bạn ạ. Dạ, alo ạ, em chào chương trình Góc Nhìn Học Đường ạ. Vâng, xin chào một bạn nữ, không biết là bạn tên gì và bạn đang gọi điện đến từ đâu bạn ha? Dạ, em tên là Mỹ Duyên ạ, em đang là học sinh lớp 12, em đến từ thành phố Hồ Chí Minh ạ. Vâng ạ, đến với chương trình ngày hôm nay không biết là bạn có thể chia sẻ những câu hỏi gì đến cho hai vị khách mời của chúng ta? Dạ, em xin chào anh Văn Thiện, em chào anh Sơn Hạ và bạn Kim Bảo ạ. Dạ, hôm nay em rất là vui khi được kết nối với chương trình ạ. Dạ, hôm nay thì em có một câu hỏi nhỏ muốn gửi đến anh Sơn Hạ. À, chào em. Dạ, anh ơi, hiện nay thì những ca sĩ thế hệ mới như là Tố My, Giang My, Lâm Quỳnh á, đang tìm cách trẻ hóa Bolero, có người lại mix nhạc theo xu hướng hiện đại để cho âm nhạc dễ tiếp cận hơn với các bạn trẻ anh. Thì là một người trong nghề, anh có nhận xét như thế nào ạ? Thì giống như anh đã nói thì mỗi người có một sở thích khác nhau. Cái giai điệu nhạc đó đi theo từ thập niên. Cách đây khoảng chừng 20 năm, mười mấy năm đó, thì nó có một cái chương trình nó nổi lên, cái nổi bật nhất là chương trình Liên Khúc đó, với giai điệu New Way đó. Lúc đó là những cái bài bản nhạc của Bolero nó sẽ làm lại thành một phối hòa âm mới mix theo kiểu New Way. Rồi sau này thì cái nhạc remix nó nổi lên thì họ làm theo cái phong trào để đi biểu diễn hay là cho nghe cho nó vui tai, chứ thực sự mà nghe thì chỉ có nghe cái bản gốc của nó thì nó hay nhất thôi. Anh nghĩ là vậy. Dạ, vậy theo anh thì việc mix nhạc này là điều nên làm hay không nên làm? Không, anh thấy cũng nên chứ không phải không, tự vì cái dòng nhạc remix bây giờ nó hiện đại, nó sẽ làm cho cái ca khúc nó nổi bật, nó sẽ mới hơn, nó mới mẻ hơn. Và anh thấy là để đi biểu diễn thì nó tốt hơn để nghe, đi biểu diễn. Dạ. Dạ, em cảm ơn anh. Cảm ơn cô. Trả lời câu hỏi mà em thắc mắc. Ok, cảm ơn Cưng nha. Vâng, dạ, cảm ơn những lời chia sẻ của anh Sơn Hạ và cảm ơn rất là nhiều từ bạn Duyên đã quan tâm đến chương trình. Vân Thiện chúc bạn có một buổi tối hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình nha. Anh Sơn Hạ thân mến, quay trở lại chủ đề của chương trình của chúng ta ngày hôm nay thì với vai trò là một ca sĩ, nhạc sĩ, theo khả năng quan sát của mình thì anh nghĩ sao khi những năm gần đây có rất nhiều bạn trẻ đang là học sinh, sinh viên tích cực đăng ký tham gia nhiều cuộc thi, điển hình là cuộc thi solo cùng Bolero của Đài Truyền hình Vĩnh Long.
thậm chí là có người có những bạn đoạt giải và được nhiều công chúng biết biết đến, thì anh nghĩ như thế nào? Đặc biệt là bạn Quỳnh Như năm 2016 chỉ mới 14 tuổi mà đạt quán quân solo của Mirero, đặc biệt là đồng trang lứa với bạn Kim Bảo, anh nghĩ như thế nào? Thì anh nghĩ nó cũng không có gì gọi là lạ, tại vì anh ở đây cũng vậy thôi, mới 7-8 tuổi đã mê nhạc bolero rồi. Thì lúc đó anh cũng bắt đầu 14 tuổi là anh bắt đầu vào nghề. Thì anh thấy những em sau này họ có, em có những người đó có điều kiện nhiều hơn cái nhóm của anh lúc trước. Cái tầng lớp của anh lúc trước thì không có điều kiện như bây giờ. Bây giờ có nhiều đài truyền hình họ tổ chức những cái game show, là những cái cuộc thi như thế, thì nó hình như là ngày nào cũng có những cái cuộc thi và game show trên truyền hình. Thì các em nhỏ có khả năng cứ thoải mái mà đăng ký thôi. Anh thấy một phần là như vậy, còn một phần là quá đam mê. Đam mê mà anh thấy bắt đầu nổi bật nhất từ khi dòng nhạc quê hương nó nổi bật lên, được từ cái cuộc thi không Bolero, cái cuộc thi gì mà bé Phương Mỹ Chi đoạt giải đó, dòng hát gì đúng vậy, bắt đầu bé Phương Mỹ Chi nổi lên, bắt đầu những dòng nhạc đó bắt đầu được kéo lên. Vâng ạ. Thì theo một cái thông tin em nhận được, đó là một giải thưởng âm nhạc cống hiến của năm 2018 là vừa qua, ở tất cả các hạng mục thì không có một cái hạng mục nào dành cho những bài hát Bolero, anh nghĩ sao về điều này? Cái đó thì do ban tổ chức thôi. Nhưng mà riêng bản thân anh thì anh thấy nó một cái cuộc chơi, nó tổ chức theo cái kiểu cách của họ, nên anh cũng không có cái lời nào để nói. Nhưng mà theo cảm nghĩ của anh thì sau này sẽ có những cái cuộc thi dành cho Bolero, dòng nhạc Bolero quê hương, dành riêng. Chứ anh thấy thường thường những cái giải thưởng lớn của nhạc Việt Nam thì có những bài hát hình như là nghe không vô luôn á, mà vẫn được đề cử để giữ cái giải đó, thì anh thấy không công bằng. Hình như không phải riêng anh đâu, anh thấy là tất cả mọi người đều nói như vậy. Quý thính giả đang lắng nghe chương trình Góc Nhìn Học Đường với chủ đề là sức hút Bolero trong học đường, đang được phát thanh trực tiếp trên làn sóng FM 88.1 MHz, và đồng thời cũng đang được livestream trên fanpage, đó là Góc Nhìn Học Đường FM 88.1 MHz. Đừng quên đặt những câu hỏi cho khách mời của chúng ta xoay quanh chủ đề chương trình ngày hôm nay bằng cách gọi về tổng đài 1900 6868 1 hoặc tương tác qua fanpage quen thuộc của chương trình các bạn nha. Và để đến với những vị thính giả tiếp theo của chương trình thì chúng ta cùng nghỉ giải lao trong một ít phút các bạn nha. Bạn căng thẳng sau những giờ học tập trên lớp? Bạn có những góc nhìn mới mẻ trong vấn đề học tập muốn